nhận định, soi kèo Paris Saint-Germain với Bayern Munich, 2 giờ ngày 14 tháng 4 Cúp C1 châu Âu, bàn thắng sau cùng của Kylian Mbappe đã giúp Paris Saint-Germain giành chiến thắng ở lượt đi. Tuy nhiên, hai bàn của Thomas Müller và Eric-Maxim Choupo-Moting đã níu giữ hy vọng vào bán kết cho Bayern Munich. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Paris Saint-Germain sẽ có trận tiếp đón Bayern Munich trong khuôn khổ tứ kết lượt về UEFA Champions League. Ở trận lượt đi ngay trên sân nhà của Bayern Munich, Paris Saint-Germain đã có được chiến thắng với tỷ số 3-2. Trước khi bước vào trận tứ kết lượt đi, Paris Saint-Germain đã để thua ngay trên sân nhà trước Lille với tỷ số 0-1. Điều này khiến cho Paris Saint-Germain hiện chỉ đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng của Ligue 1 và kém chính Lille 3 điểm. Không những thế, thành tích sân nhà của Paris Saint-Germain hiện đang rất tệ khi ở 5 trận gần nhất tại đây đội bóng chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và để thua tới 3 trận. Trong khi đó, Bayern Munich vẫn đang tiếp tục phong độ ổn định ở giải quốc nội khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 65 điểm sau 28 vòng đấu. Bayern Munich đang hơn đội thứ nhì RB Leipzig tới 5 điểm. Ngay trên sân khách, Bayern cũng có tới 4 trận thắng, chỉ để thua 1 trận trong 5 lần du đấu gần nhất. Trong đó, đội bóng đang toàn thắng trong cả 3 lần du đấu gần đây. Soi tỷ lệ kèo châu Á, tuy đã từng giành chiến thắng ở lượt đi và giờ đây được thi đấu trên sân nhà, nhưng Paris Saint-Germain lại đang bị đánh giá là đội cửa dưới. Lý do là bởi chính Paris Saint-Germain không có được thành tích tốt trên sân nhà. Ngoài ra, Bayern Munich cũng không còn gì để mất ngoài việc thắng ở trận lượt về cho dù là trên sân khách. Ở lượt đi, Bayern thiếu vắng khá nhiều trụ cột trong đội hình khiến cho họ không thể áp đặt lối chơi lên đội khách. Tuy nhiên, nếu Paris Saint-Germain không cải thiện được phong độ trên sân nhà, rất có thể họ sẽ phải trả giá. Dù sao, chọn cửa dưới ở trận đấu này có lẽ vẫn là lựa chọn an toàn bởi Paris Saint-Germain đã rút ra được kinh nghiệm từ lượt đi. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu. Kèo tài xỉu cũng ở mức cao khi lên đến 3,5. Chắc chắn Bayern sẽ phải dồn lực lượng lên tấn công ngay từ đầu bởi họ cần phải thắng với cách biệt 2 bàn hay ít nhất ghi được từ 3 bàn trở lên. Bởi vậy, chọn tài ở trận đấu này có lẽ là hợp lý hơn cả.